Ok, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 17 tháng 9, 2018 là Shopee á, nó thay đổi chính sách mới nên về vấn đề là phí ship á, nó thay đổi một chút thôi. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để được re-ship từ Shopee nha. Các bạn mở app của Shopee lên và vô cái trang mà chủ của nó, bạn vô phần mã giảm giá ở đây. Ở ngay chính giữa màu xanh luôn nè, để mình đây. Rồi bạn vô đây rồi bạn lấy mã, mình thì đã lấy rồi. Thì nó có ghi là cho 3 mã miễn phí vận chuyển, bạn vô nhấn ở đây nè là lấy là được thôi. Nói chung là nhấn vô lấy mã là nó sẽ hiện ra đã lấy. Nhưng mà ở đây nó ghi 3 mã nhưng mà thực chất á là các bạn vô mua hàng á là sẽ được tới 6 mã vận chuyển lần. Rồi nếu các bạn vô mua á thì nó có ghi là các bạn vô phần mã giảm giá ở dưới đây nè. Rồi các bạn sẽ thấy được 6 mã vận chuyển của nó đây, có tổng cộng là 6 mã vận chuyển. Thì các bạn cứ áp mã vận chuyển vô thôi, ví dụ như vậy thì được. Nói chung là một lần một mã là một lần check out chứ không phải là một đơn hàng. Một lần check out cho nhiều shop, nhiều món hàng. Ví dụ bạn mua một món hàng cũng dùng một mã, hai món hàng cũng dùng một mã, 10 món hàng cũng dùng một mã, nhưng mà một lần check out là một lần thanh toán á. Rồi ok, nhưng mà hình như là Shopee á thì mình hay mình biết á thì nó giới hạn một tháng là chỉ cho 6 lần thôi, 6 mã thôi, nên các bạn dùng tiết kiệm một chút. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn.